Nhà mình cũng bán chả mực hơn 35 năm, nhưng mình vẫn phải khen xôi chả mực của nhà chị em cô Minh Hòa này, thực sự có hương vị đặc trưng riêng. Xin chào cả nhà, lại là anh em mình kênh đặc sản Hạ Long đây. Hôm nay anh em mình review cho cả nhà một trong những quán ăn sáng lâu đời tại Hạ Long, đó là quán xôi chả mực Minh Hòa. Đường đi vào quán rất dễ, có thể đi vào từ đường 25 tháng 4 sau hai khu chung cư vàng và chung cư xanh, hoặc đi từ sân cây tháp nơi mọi người vẫn hay gửi xe ô tô cũng có thể vào được. Và gần hơn nữa thì cứ ngõ đối diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, đi thẳng vào 200m là tới. Hôm nay anh em mình dẫn cái đường nó ngoằn ngoèo tí cho nó ra vẻ nguy hiểm. Theo lời kể gia đình, cô đã có thâm niên hơn 40 năm từ thời bà cụ. Mẹ của các cô còn đổ thúng xôi đi bán rong. Tới đời hai cô, rồi giờ các cô lại truyền lại cho con mình tiếp tục. Chả mực ở đây được mặn rán trực tiếp, ăn cùng xôi nóng hổi. Phải thưởng thức như này mới cảm nhận được hết hương vị thơm ngon của món ăn. Ngoài xôi chả mực ra, quán cô còn có xôi thịt nhừ, cũng có hương vị rất đặc biệt. Ai mà thích đi ăn xôi thì cứ chuẩn bị tiền, anh em mình dẫn đi ăn miễn phí nhá. Cả nhà nhớ theo dõi và chia sẻ kênh để ủng hộ anh em tôi có thêm nhiều video nữa nhé. Xin cảm ơn cả nhà.